giúp bạn bay bay mụn. Tránh sử dụng các thực phẩm gây mụn. Những chất béo có nguồn gốc động vật khi được nạp vào cơ thể sẽ gây sức ép đối với các tuyến bã nhờn dưới da, gây ức chế, bài tiết kém dẫn đến việc da dễ sinh mụn. Thế nhưng các chất béo có nguồn gốc thực vật lại gây dễ chịu cho da hơn như dầu ô liu, dầu vừng, hạnh nhan, quả bơ, lại khá tốt cho da và giúp da căng mịn, trẻ hóa làn da. Ngoài ra, việc sử dụng các thực phẩm nhiều đường như bánh kẹo sẽ kích thích hoạt động của tuyến bã nhờn, làm bí lỗ chân lông đồng thời tạo điều kiện cho da mặt nổi mụn. Bên cạnh đó, các thực phẩm thường chiên, rán quá nhiều có thể gây khó tiêu. Đồng thời với da nhờn mụn khi ăn nhiều thực phẩm thế này sẽ khiến da tiết nhiều dầu và mụn hình thành nhiều hơn. Một điều chú ý dành cho bạn chính là chú ý các gia vị khi dùng. Nhiều thực phẩm chứa ớt, tỏi, hạt tiêu cay nóng cũng là nguyên nhân gây nên mụn. Các đồ nóng có thể làm tăng sinh chất nhờn khiến lỗ chân lông không thông thoáng. Chỉ dùng kem trị mụn có chất lượng tốt. Khi trị mụn, bạn chỉ nên sử dụng kem trị mụn có chất lượng tốt để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Hãy ưu tiên những sản phẩm của các thương hiệu uy tín, được cơ quan y tế chứng nhận và có thành phần chiết xuất từ thảo dược nguyên liệu thiên nhiên. Tuyệt đối không mua hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, hàng giả, hàng nhái hoặc kem trộn, bởi chúng luôn tiềm ẩn nguy hại khôn lường, làm hư da, kích ứng, nổi mụn nhiều hơn, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Tập trung thư giãn, không có gì phải bàn cãi khi bị căng thẳng sẽ sinh ra mụn. Căng thẳng khiến cơ thể bạn rơi vào trạng thái chiến đấu hoặc chạy trốn, khiến não tiết ra nhiều hormone hơn, gây ra mụn trứng cá. Nếu bạn có một lối sống bận rộn và căng thẳng, hãy đảm bảo rằng bạn vẫn dành thời gian ít nhất 30 phút cho các hoạt động thể dục để giúp giảm căng thẳng. Bạn muốn bắt đầu hình thành thói quen chạy bộ? Tôi có một khóa học chạy trực tuyến rất tốt cho người mới bắt đầu. Bạn cũng có thể thử một trong những ứng dụng đang chạy miễn phí này. Một ý tưởng khác là thiền hoặc bắt đầu viết nhật ký và viết ra những suy nghĩ của bạn. Đăng ký một lớp học yoga rất tốt cho cả việc rèn luyện sức khỏe và thư giãn. Ngay cả khi chỉ nghe bản nhạc yêu thích và tập thở có chủ định cũng sẽ giúp bạn giảm căng thẳng. Hình thành thói quen rửa mặt. Da mặt bẩn, chứa nhiều vi khuẩn, bã nhờn, mồ hôi và bụi bặm là nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn. Chính vì thế, bạn cần quan tâm đến việc làm sạch da và giữ da mặt luôn sạch sẽ thông thoáng. Mỗi ngày bạn hãy rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt dành cho da mụn 2 lần vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Vào cuối ngày, nếu trang điểm hoặc dùng kem chống nắng, bạn đừng quên tẩy trang thật kỹ bằng các sản phẩm tẩy trang chuyên dụng. Tuy đơn giản và dễ dàng thực hiện xong, những việc làm này sẽ giúp da bạn sớm hết mụn, trở nên khỏe mạnh, mịn màng như mong muốn. Đừng bỏ qua kem chống nắng. Tia cực tím của mặt trời sẽ làm khô da của bạn và kích thích da sản xuất nhiều dầu hơn. Bạn phải biết quá nhiều dầu có nghĩa là gì. Vì vậy, hãy dành cho mình một ưu ái lớn và đừng bao giờ ra ngoài mà không có kem chống nắng. Hạn chế đồ uống không tốt cho da. Cà phê, thức uống có ga, rượu, bia, thuốc lá, những chất mang tính kích thích đều không tốt cho da. Đặc biệt với cà phê và rượu lại càng làm tăng khả năng hoạt động của hormone cortisol, một chất gây hình thành mụn bọc. Mặt khác, các chế phẩm từ sữa như sữa tươi, sữa chua, phô mai, kem, váng sữa, caramel cũng có chứa progesterone và steroid với khả năng làm tăng sự hoạt động của tuyến mỡ, khiến mụn sản sinh. Vì vậy, hãy hạn chế sử dụng những đồ uống trên nếu bạn không muốn tạm biệt những nốt mụn xấu xí.